Rồi, xin chào quý vị, bạn trở lại với channel của mình. Thì trên màn ảnh của quý vị đây là phiên bản Toyota Vios e CVT số tự động 2021. Đây là phiên bản mới update nhá. Cái mức giá nó cũng thay đổi một chút. Khi phiên bản cũ chúng ta có giá là 520 triệu thì phiên bản mới chúng ta sẽ có giá là 531 triệu và màu trắng ngọc trai chúng ta cộng 8 triệu nhá. Mới hay cũ như nào thì chúng ta nhìn ngay đây sẽ thấy. Đấy, bên cạnh đó là chiếc Vios G 2020, em sẽ nói 2021 nhưng mà phiên bản là 2020 nhé. Xe phiên bản cũ thì giá 570, hiện tại bọn em đang thanh lý giảm khoảng từ 15 đến 17 triệu đồng và tặng kèm thêm phụ kiện. Còn Vios e CVT số tự động 531 triệu thì hiện nay đại lý đang có chương trình tặng kèm phụ kiện chính hãng bao gồm giá phim cách nhiệt và trải sàn da. Thì cái mẫu xe mới này thì có thay đổi cái gì thì mình có thể nhận ra được ngay là ngay đầu tiên thì cái mặt ca lăng của nó giống như trên Altis hay Vios năm vừa qua, chúng ta lật lên lật xuống thôi. Đây là phiên bản cũ này, chúng ta có hình chữ V này. Đấy, phiên bản mới thì nó lại lật lại. Tuy nhiên thì khác với thời điểm trước thì Vios G hay Vios GRS thì toàn bộ đèn full LED, trong khi G cũ chúng ta là đèn halogen phản xạ đa hướng nhé. Và cái bộ đèn trên G cũ thì mình lại bê sang đây là e CVT cũng đã được trang bị đây này, bóng bi halogen này và đèn sương mù là full LED, cùng với đó là đèn hậu ở phía sau thì cũng là đèn LED luôn. Ngoài ra thì trên thân xe, trên phiên bản mới thì la răng cũng khác hoàn toàn nhé, đẹp hơn, nó khác hẳn. Chúng ta nhìn này, la răng đây là bản thấp rồi, bản trung này, đây là bản cao so với đời trước này, thì cũng đã thẩm mỹ và sang trọng rất là nhiều rồi. Về phần thân xe thì gương chậu vẫn thế, tuy nhiên thì phiên bản e CVT cái tay nắm cửa chúng ta là tay nắm cửa sơn theo màu, không có mạ chrome hay không có bấm cảm biến thông minh. G hay GRS mới thì sẽ có nhé. Đấy, bản cũ thì cũng đã có rồi. Ở phần đuôi xe thì chúng ta vẫn được trang bị camera lùi này, đèn LED này, không quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên thì về cơ bản Vios vẫn vậy, vẫn thay đổi đa phần chủ yếu ở đầu và một số tính năng công nghệ trên xe. Rồi, vào khoang nội thất này, vẫn là màu nội thất kem nhé. Ghế chỉnh cơ, vô lăng hai hướng, và trên phiên bản này thì chúng ta chưa có cruise control. Điều hòa trang bị là điều hòa chỉnh cơ. Đó, hộp số vô cấp. GRS với lẫy chuyển số giả lập 10 cấp thì cũng chưa biết như nào. Chìa khóa cơ này, chát chìa này, đây là chìa khóa của Vios e CVT số tự động này. Đấy. Số sàn thì chúng ta có màu nội thất màu đen nhé. Một thời gian nữa thì chắc là em cũng sẽ cập nhật ngay cho quý khách hàng xem video. Có một số điểm thay đổi ở trên cái e CVT số tự động này nhé. Đầu tiên là cái màn hình chúng ta là màn hình zin của Toyota nhé. Khác với các màn hình Pioneer ngày trước là màn hình Pioneer thì sẽ được trang bị luôn thêm ổ đĩa DVD. Cái màn hình này thì chúng ta sẽ không có ổ đĩa DVD nhá. Và cái thứ hai là cái mic ngày xưa nó làm thò ra ngoài ở đây, trông khá thô, thì giờ Toyota cũng thu ý khách hàng và đã thay đổi, giấu nó vào trong rồi. Khá đẹp và lịch sự. Còn cái màn hình này thì chưa biết nó sẽ như nào. Mình sẽ có một cái video test riêng nhá. Đấy. Về cơ bản thì nó vẫn giống như phiên bản đời trước, tuy nhiên chúng ta có 7 đến 8 điểm thay đổi. Đầu, mặt ca lăng, công nghệ đèn, hệ thống an toàn. Và giá bán chắc chắn rồi, 531 triệu, tặng kèm răng kính trải sàn tại thị trường Bắc Ninh nhé. Và chúng ta lăn bánh với cái thời điểm này với thuế 10% thì chúng ta sẽ dao động vào khoảng 585 đến 590 triệu đồng, tùy vào từng thời điểm và màu xe. Quý khách hàng quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm ở trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.